thu nhập cá nhân không ạ? Anh Việt anh ơi, em hỏi một chút được không ạ? Được, hỏi nhiều ừ. chút được. À, em à, em có một cái trường hợp là à, ở đơn vị em ấy thì là có một cái à, một cái cô giáo viên này này, cô dạy ở nhiều nhiều nơi. Ừ. Cô dạy ở à, cô dạy ở đơn vị em nhưng mà ví dụ một tháng ấy là cô ấy có mấy cái hợp đồng ấy, thì có cái hợp đồng thì nó hơn 2 triệu. Vậy có cái hợp đồng nó nhỏ hơn 2 triệu thì mình không khấu trừ mình tổng tính tổng các cái hợp đồng đấy theo tháng như thế nào ạ? À? Đúng rồi, trường hợp này của nhớ thì lát nữa mình sẽ gửi cho bạn một cái công văn hướng dẫn của cục thuế hồ chí minh nhé tức là mặc dù là từng hợp đồng như vậy có thu nhập dưới 2 triệu và có những cái trên 2 triệu nhưng bởi vì kỳ khai thuế thu nhập cá nhân của công ty là từ hai khấu trừ theo tháng thế nên người ta sẽ xác định rằng là cái kỳ để khấu trừ thuế sẽ là tổng thu nhập trong kỳ đó tức là trong tháng đó được chưa? Vâng, vâng. vâng tắc là vẫn sẽ cộng hết thu nhập lại